Chào mừng tất cả các chị em đã quay trở lại với kênh YouTube channel của Chanlo Fitness. Ở trong các video lần trước thì chúng mình đã cùng nhau học các bài tập về phần cơ mông đùi này, phần thân dưới này và vùng cơ lưng rồi đúng không ạ? Thì ngày hôm nay chúng mình sẽ đến với một vùng cơ mới lạ mà chưa từng được học, đấy chính là vùng cơ ngực. Cơ ngực của chị em mình thì trước giờ chúng mình rất ít khi hoạt động, rất ít khi sử dụng nó. Chính vì vậy là nó gần như là bị bỏ quên, lãng quên. Nên vùng cơ ngực của các chị em nữ thường rất là yếu. Chính vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu với một bài tập siêu cơ bản mà Trang cảm thấy là nó dễ nhất, mọi người sẽ cảm nhận được tốt nhất. Đó chính là Half Push Up. Bài tập này sẽ giúp cho phần cơ ngực của chị em mình săn hơn, chắc hơn và cao đầy hơn. Đặc biệt là cái phần mỡ nách này này, chị em mình khi mà hay mặc áo con hay là mặc áo ba lỗ, mặc áo sát nách thì thường hay bị bèo nhào phần này và chúng ta rất tự ti đúng không ạ? Thì đây cũng là một trong những bài tập giúp chúng mình cải thiện cái vấn đề ở mỡ thừa hay là da thừa vùng nách nhé. Tại sao bài tập này lại được gọi là Half Push Up? Bởi vì nếu như push up chúng mình sẽ phải duỗi thẳng chân ra sau và thực hiện động tác, nó gây áp lực lên cơ thể rất là nhiều, rất là nặng. Và hầu như là các chị em gái mình mới tập thì không thể nào mà nâng được một mức nặng bằng cái trọng lượng của cơ thể mình như vậy. Chính vì vậy là chúng mình sẽ quỳ gối xuống và tập động tác này, nó gọi là một nửa đấy ạ. Một nửa của động tác push up thì nó sẽ giúp chúng mình giảm được cái trọng lượng, giảm được cái trọng lực tác động lên cơ thể. Chính vì vậy là bài tập nó sẽ dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn đối với các chị em mình. Bắt đầu bài tập, mọi người hãy vào trạng thái chuẩn bị như thế này giúp Trang. Hai gối của chúng mình sẽ quỳ ở trên mặt đất, hai tay sẽ chống thẳng xuống dưới mặt sàn, sao cho phần cánh tay của chúng mình sẽ chiếu thẳng từ vai xuống mặt đất, độ rộng của hai bàn tay bằng với độ rộng ngang vai. Ở trong bài tập này, Trang sẽ chia thành 7 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất, chúng mình sẽ ưỡn ngực, hai vai đưa ra sau và hai bả vai ép chặt vào nhau, giống như ở trong tư thế setup của bài Benfly. Và nếu như chị em nào mà chưa biết về bài Benfly thì chúng ta hãy nhấn vào đường link bên dưới nhé. Giai đoạn thứ hai, đó chính là gồng bụng. Mọi người hãy há miệng thật to, lấy thật nhiều hơi vào trong khoang bụng, sau đó gồng bụng thật chặt. Ở bài tập này thì chúng mình đều có thể gồng bụng theo hai cách, nhưng Trang vẫn luôn khuyến khích là chị em mình hãy tập gồng bụng theo cách 2 để giúp cho vùng bụng dưới của chúng mình sẽ săn hơn, chắc hơn, không bị mèo nhèo và không bị sổ nhé. Nếu như chị em nào vẫn chưa nhớ cách gồng bụng ra sao thì chúng mình cũng hãy nhấn vào đường link này. Giai đoạn thứ 3, đó chính là gồng cổ. Gồng cổ thì rất dễ rồi, nhưng mà nếu chị em nào vẫn chưa biết về kỹ thuật gồng cổ thì chúng ta cũng hãy nhấn vào đường link này nhé. Vào giai đoạn thứ 4, đấy là siết thật chặt mông, và chúng mình sẽ giữ tư thế siết mông này trong suốt quá trình thực hiện động tác. Việc siết mông, gồng bụng và gồng cổ thật chặt, nó sẽ giúp cho chúng ta đưa xương sống trở về trạng thái thẳng, luôn luôn giữ thẳng, tránh cho chị em mình bị võng lưng, gây áp lực lên lưng dưới, rất là nguy hiểm nhé. Giai đoạn thứ 5, chúng ta hãy từ từ gập khuỷu tay xuống để đưa thân người di chuyển xuống dưới. Và mọi người nhớ là phần góc giữa cánh tay và thân người sẽ luôn luôn nhỏ hơn 45 độ. Tuyệt đối không được để khuỷu tay tạo với thân người một góc 90 độ nhé. Như vậy thì thường nó sẽ bị vào vai và vào tay nhiều hơn là vào phần ngực đấy. Đặc biệt lưu ý khi lên đến đỉnh thì chúng ta không được để tay thẳng, hay nhất là không được giật phần cùi chỏ, giật phần khuỷu tay, bởi vì như vậy chúng ta đang vô tình gây áp lực rất lớn lên phần cùi chỏ, như vậy sẽ rất có hại. Và đặc biệt là nếu như chúng mình mất kiểm soát lúc đó thì còn dễ gây ra việc sái khớp cổ tay và sái khớp cùi chỏ nhé. Giai đoạn thứ 7 và cũng là giai đoạn cuối cùng này, chúng ta khi lên đến đỉnh rồi thì hãy giữ cho Trang ở trạng thái này 2 giây, sau đó chúng mình thở ra, thả lỏng toàn bộ cơ thể và kết thúc động tác nhé. Sau khi tập bài này, nếu như chị em cảm thấy đau phần cơ ngực, căng tức ở phần cơ ngực thì là đúng rồi này, ok rồi. Còn nếu như chúng ta thấy vào vai, vào tay nhiều hơn, cảm thấy đau vai, đau tay hơn, đau ngực ấy ạ, thì lúc đấy chúng ta cần phải xem lại kỹ thuật nhé. À, còn muốn lưu ý nữa,
nữa mà Trang muốn nhắn nhủ các chị em mình, đấy là trong cái giai đoạn xuống thì chúng ta phải để ý, nếu như các bạn khỏe rồi này, chúng ta cảm nhận tốt rồi thì chúng ta có thể xuống được sâu, nhưng chúng mình cũng chỉ xuống sâu đến mức mà ngực gần chạm đất là lên luôn, tuyệt đối không nên để ngực chạm hẳn xuống đất rồi hẳn lên nhé. Còn nếu như chị em nào mà mới tập này, độ cảm nhận cơ ngực của chúng mình còn kém thì chúng mình cứ xuống sâu ở mức vừa phải, sao cho vừa đảm bảo được đúng kỹ thuật mà lại cảm nhận được đúng vào phần cơ ngực nhé. Chúng ta không nên hao xuống quá sâu, như vậy lực sẽ dễ chia sẻ sang cả phần vai và phần tay nữa, lúc đấy sẽ không còn hoàn toàn focus vào cơ ngực đâu ạ. Mỗi một vị trí đặt tay khác nhau sẽ tạo ra lực tác động vào một vùng cơ khác nhau. Chính vì vậy là chị em hãy lưu ý trong cái động tác chuẩn bị của chúng mình phải đặt tay thật chuẩn này. Sau đó là khi vào bài tập rồi hãy tập đúng kỹ thuật giống như Trang hướng dẫn để tránh lực tác động sang các nhóm cơ khác, ví dụ như là cơ vai hay là cơ tay, gây ra vâm đô mất thẩm mỹ nhé. Nếu như chị em nào thấy video này hay thì hãy giúp Trang bấm like và share thật là nhiệt tình nhé. Đừng quên nhấn vào nút subscribe đăng ký này và bấm vào nút chuông ở phía bên cạnh để luôn luôn nhận được thông báo mỗi khi Trang ra video mới hàng tuần nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Tham gia ngay vào group Thon Mảnh cùng Trang Lúc Fitness để có thêm thật nhiều kiến thức và nhiều động lực tập luyện hơn nữa. Và hãy cùng chúng mình tham gia vào các buổi học trực tuyến để cùng nhau chỉnh sửa kỹ thuật để tập luyện tốt hơn mỗi ngày nhé.